Ngành Lâm nghiệp tỉnh Kon Tum cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 122 vụ vi phạm lâm luật. Khối lượng vi phạm là gần 300 mét khối gỗ quy tròn các loại, với diện tích thiệt hại gần 55 hectare. So với cùng kỳ của năm 2020, số vụ vi phạm đã giảm 103 vụ, số lượng gỗ vi phạm giảm hơn 100 mét khối gỗ quy tròn các loại. Tuy nhiên, diện tích thiệt hại lại tăng hơn 15 hectare. Theo thống kê, thì các vụ vi phạm lâm luật xảy ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum tập trung nhiều nhất là ở các huyện Kon Plong với 40 vụ, chiếm hơn 30% tổng số vi phạm. Hành vi vi phạm xảy ra nhiều nhất trong 6 tháng đầu năm là phá rừng trái pháp luật, chiếm 41% trong tổng số vụ vi phạm. Tình hình vi phạm lâm luật chủ yếu xảy ra tại tỉnh kỉnh các lâm phần do công ty lâm nghiệp quản lý, chiếm 28% trong tổng số vụ vi phạm trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Để tăng cường đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lâm luật, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các địa phương, các ngành liên quan tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng. Đặc biệt, nêu cao vai trò lãnh đạo quản lý, với địa phương nào để mất rừng thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm. Dự án tiêu ống vùng 3 huyện Nông Cống của tỉnh Thanh Hóa được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phê duyệt năm 2017 với tổng mức đầu tư là 540 tỷ đồng. Dự án gồm 3 chủ đầu tư là Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban Nhân dân huyện Nông Cống. Dự án này có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho chống lũ cũng như duy trì sản xuất nông nghiệp các vụ. Sau 4 năm thi công thì đến nay các hạng mục công trình chính đã hoàn thành, những hạng mục còn lại đang được gấp rút triển khai trước mùa mưa bão. Đây là hệ thống 9 tổ máy bơm điện hiện đại của trạm bơm xóm mới thuộc dự án tiêu ống vùng 3 huyện Nông Cống. Trạm bơm này có lưu lượng thiết kế mỗi ngày là 8.400 mét khối một giờ, nhằm bơm nước từ các hệ thống kênh thấp, thu nước lũ ở các cánh đồng và các khu dân cư trũng thấp lên các tuyến kênh chính. Trạm bơm xóm mới cùng 3 trạm bơm còn lại và kênh tiêu được thi công từ tháng 4 năm 2019. Đến nay, các hạng mục công trình đã hoàn thành theo đúng hồ sơ thiết kế, đủ điều kiện để bàn giao đưa vào sử dụng. Đến nay thì công trình đã cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ bộ giao. Chúng tôi đã bàn giao được 2 trạm bơm cho đơn vị sử dụng là công ty khai thác trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông Chu, trạm bơm quần bối 1 và quần bối 2. 8 tháng 7 năm 21 thì chúng tôi bàn giao tiếp 2 trạm bơm còn lại. Dự án tiêu ống vùng 3 huyện Nông Cống giai đoạn 1 được thực hiện từ năm 2017. Đến nay, các hạng mục chính của dự án gồm 3 tuyến kênh và 4 trạm bơm tiêu nước đã hoàn thành 90 đến 100% tiến độ. Theo kế hoạch giai đoạn 1, bắt đầu từ ngày 30 tháng 6 năm nay, các hạng mục của dự án được đưa vào sử dụng nhằm mục đích tiêu úng cho trên 15.000 hectare, 2 huyện Nông Cống và Như Thanh. Trong đó, giúp tiêu thoát lũ cho hơn 3.000 hectare lúa của 9 xã vùng trũng của huyện Nông Cống. Đây là một dự án trọng điểm trên địa bàn của huyện Nông Cống, giải quyết được bài toán khó khăn nhất tiêu thoát lũ để phục vụ sản xuất nông nghiệp của nhân dân huyện Nông Cống, giải quyết hệ thống giao thông, hệ thống thủy lợi, giúp cho Nông Cống chuyển đổi được cơ cấu cây trồng vật nuôi trên cái địa hình vùng 3 trước đây rất khó khăn trong sản xuất nông nghiệp. Ngoài việc tiêu úng chống lũ và phục vụ sản xuất nông nghiệp, những công trình dân sinh gồm nhiều cây cầu và tuyến đường của dự án tiêu úng vùng 3 Nông Cống giúp kết nối giao thông, phát triển kinh tế cho nhân dân các xã trong vùng. Hiện chủ đầu tư dự án đang chỉ đạo các nhà thầu gấp rút đẩy nhanh tiến độ các hạng mục bổ sung hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.